Rồi, xin chào bạn, nay đến với kênh WTC. Trồng mai mà mình chăm sóc sao mình lá được bộ lá như vậy là đạt quá quá đẹp bạn. 2 tháng 7 rồi, lá cũng vừa chấm già. Thì bạn nhớ nhìn bộ lá không? Cái mai này rất tốt nha bạn. Mai này mai hồi xưa cái mấy cái nhánh này là mấy nhánh này xưa mình ghép mình chia sẻ cho các bạn. Mấy nhánh này xưa ghép này, bạn thấy những bo ghép này đúng không? Nhưng bo ghép mình quấn kẽm thêm chịu này, chứ phải là được quấn để uống cây nha. Quấn chỉ chịu bo ghép lại này, chứ đừng gió nhiều được đấy. Tại lá cây này hồi xưa nó cũng đã bệnh rồi bạn, đã bệnh rỉ sét và mình không có coi, không kiểm tra đó. Là những bạn thấy những lá trong nè, còn rỉ sét mình cắt bỏ, mình ngắt, mình đắt quá cắt đọt khác nó ra đọt mới này, ra sức sống nó rất tốt, mình tẩy phân đủ. Còn những lá trong này bị bệnh rồi, hồi xưa bị bệnh nè, mình đã phục hồi lại rồi. Thì mấy cái bài rỉ sét vậy thì các bạn sẽ cắt cái đọt, mình sẽ bắt cắt cái đọt nó cho ra từ khác, chứ để nó cui cui đó nó sẽ héo luôn cái khúc lá đó đó này. Đây là cái bằng chứng nè, hồi xưa là mai mình bị là mình cắt ha, giấu mình cắt con nè, thì cắt nó sẽ phun những đọt mới mạnh khỏe mạnh như này rồi. Còn nếu các bạn không cắt nhà như nhánh mấy nhánh dưới mình không cắt nè, không đó bạn thấy không, mình không cắt nó sẽ không có bung được ra những cái đọt non mạnh khác, không có bung được những đọt non như vậy, nó sẽ bị chết luôn từ hoài vô cái thân thư đi xét. Các bạn thấy đơn giản vậy thôi, chứ nó thực tế là nó rất có hại các bạn. Những cái mai nào mà mình không có cắt là nó không có bung nổi cái đọt non gì luôn, nó không bung đọt non tốt luôn, là nó sẽ chết trên đọt, chết từ lần xuống, nhìn nó sẽ cui cái mai xi luôn, là nó sẽ không quan hợp được. Thì cái mai này mình đã cắt, thì nay mình chia sẻ các bạn cách trị những cái mai mà mình đi công tác hay đi đâu xa nhà đó, rồi lỡ như gì mình về mình thấy cái mai mình te tua tán tường, rồi bạn nên cắt hết về cho nó, giờ dùng thuốc cho nó kích thích ra vậy, nó kích thích ra đủ đọt về, cái đầu bạn sẽ dùng lăn cho già lại là nó sẽ tết sẽ có bông. Cây mai này là mình trồng mình không có bán, mai mình trồng mình chú ý bo này, bo Thủ Đức là 24 cánh lớn bự đẹp, mình chú ý mình lấy bo để mai mốt mình ghép mấy cái mai kia thôi, chứ mình không có để dành bán. Cây này thì cây thân rồi, hồi xưa mình mới cho mai mình không biết mình đúng là mình không có cưa thân thấp thôi, mà cái gốc lớn không, mình để dài lên tới trên đây luôn à. Mình cưa cả mét á, cao lắm, rồi mình sau này mình thấy nó cây cắt ngang thì trồng lại thì nó cũng ổn, nên thôi mình sẽ để dài dành cái mai này, mai này đang mạnh thì mình sẽ để dành cái mai này luôn, mình để lấy bo để mình sau này mình nuôi bo ghép này, như cái bo ghép mà mình lành thôi mà. Đó, những nhánh này là những bo hồi xưa mình ghép nha các bạn nè, ghép này ha, ghép bự mới ghép mà hồi năm ngoái năm đầu năm thì sẽ bạn hôm nay nó đây ba lớn như nè, bự bay cho bạn bằng chiếc đũa bự ha, bạn thấy bự không nè, chú dấu ghép còn ha, đó dấu ghép nhau đó, mà thấy dấu ghép rồi, bây giờ nó sẽ lên ba lớn như nè, những bo này mình dành ghép thôi. Rồi xin chào bạn, hẹn gặp lại bạn video sau nha.